Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học cách xăm hình trong Photoshop. Đây là kết quả cuối cùng sau khi chúng ta xăm. Còn bây giờ, tôi và các bạn sẽ bật các file thực hành lên và chúng ta cùng nhau thao tác xăm hình trong Photoshop. Bây giờ, chúng ta chọn layer trên ở đây. Tôi xóa đi. Kéo dưới này thả đây. Và đây hình ban đầu của chúng ta. Bên cạnh này, chúng ta có file vật liệu đi kèm. Các thao tác cắt ghép khá đơn giản. Tôi chọn đối tượng này. Cầm đối tượng này. Chúng chặt chặt trái. Thả vô đây. Sau khi thả xong, tôi có thể nhấn phím Ctrl T trên bàn phím và giữ Shift, kéo xuống một chút. Ở đây, chúng ta cho đối tượng này vào ngay giữa phần lưng này và xoay một góc nhỏ nhỏ, mang tính hợp lý hơn. Ví dụ tôi đặt ở đây và cho qua đây một chút. Rồi, ok, tôi Enter và kết thúc quá trình đặt vị trí. Tiếp theo, tôi qua bên này và chúng ta tiếp tục cầm đối tượng này, thả qua bên này. Với đối tượng này, tôi cũng làm điều tương tự, tôi nhấn Ctrl T, Shift thu nhỏ lại, tôi sẽ trổ vào phần tay, các bạn chuột phải vào, và bấm vào Flip Vertical, nó sẽ đối xứng lên trên, và tôi cũng xoay một góc, giữ Shift cho nhỏ lại, ok. Các bạn có thể nhấn phím lăn lát và lăn bánh xe để cho đối tượng chúng ta lớn lên, điều chỉnh cho dễ. Tôi cho nhỏ chút xíu nữa và đặt ngay vị trí giữa này. Ok, các bạn Enter để kết thúc. Với đối tượng này tôi thấy còn tương đối hơi lớn, tôi cần lên T cho nhỏ chút nữa thôi và Enter. Sau khi xong, chúng ta cùng nhau chọn đối tượng và làm cách biến dạng cho nó. Bây giờ tôi chọn đối tượng này. Các bạn muốn biến dạng và hòa lẫn vào vùng da này, chúng ta làm như sau. Các bạn vào thanh filter, chọn Liquid File. Sau khi chọn Liquid File, ở đây chúng ta chọn Show Background và chọn Backdrop. Bây giờ tôi zoom lớn đối tượng này lên và dùng bàn tay đẩy qua đây. Tôi chọn nét rất lớn và bắt đầu biến dạng đối tượng này. Có nghĩa chúng ta bóp méo hình hoa văn sao cho ôm sát cơ thể. Rồi ok, tôi bắt đầu đẩy vào đây các bạn. Các bạn đẩy nhẹ nhàng và cẩn thận sao cho hợp lý với vùng da thì không. Các bạn chỉnh sửa biến dạng một cách hết sức khéo léo và tinh tế sao cho hợp lý nhất. Đừng làm biến dạng đối tượng chúng ta quá nhiều. Có thể chúng ta cần tăng giảm nét brush sao cho hợp lý để trong quá trình chúng ta biến đổi nó dễ dàng hơn. Tôi giảm nhẹ nét này. Và kéo vị trí này quay trở ra. Cho hợp lý hơn. Và những vị trí này tôi đẩy dần vào. Các bạn chú ý chúng ta đẩy những đối tượng này phải bám theo vùng cơ của cơ thể. Nếu mà nét chúng ta quá nhỏ thế này, chúng ta có thể cần chân rát lại. Và tăng đối tượng này lớn lên để tác động một vùng. Để chúng ta tác động một vùng lớn một lần cho dễ dàng. Ví dụ tôi ép nó vào. Và giảm nét đi. Những phần nhỏ này chúng ta cứ đẩy vào thôi. Và hiệu chỉnh những đối tượng này cho hợp lý một chút. Bám sát cơ thể. Tôi thấy đối tượng chúng ta cũng tương đối hoàn thiện rồi. Ở đây tôi đẩy vào vị trí cho hợp lý nữa mà thôi. Sau khi đẩy xong, các bạn nhấn OK trên bàn phím này. Hoặc là bấm biểu tượng này. Thì chúng ta đã xác nhận chỉnh sửa xong. Nếu tưởng chúng ta đã biến dạng chạy theo phần eo và phần lưng rồi. Công việc tiếp theo, tôi tiếp tục biến dạng đối tượng này. Chọn đối tượng và vào filter. Và chọn Liquid File. Chúng ta tiếp tục làm công việc tiếp theo. Cũng zoom lớn lên. Bây giờ chúng ta biến dạng tương tự mà thôi. Cái này thì dễ dàng hơn một chút. Chúng ta cho hiện phần backdrop và kéo đối tượng này xuống một chút. Sau đó mình đẩy vào. Và khéo léo đẩy cái đối tượng này sát vùng da cho hợp lý nhất. Rất dễ dàng phải không các bạn? Và chú ý phần cơ ở bên này. Các bạn đẩy khéo léo làm sao cho nó lượn theo phần cơ. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đồng ý và kết thúc phần chỉnh sửa đối tượng này tại đây. Như bạn thấy rằng đối tượng chúng ta hoàn toàn bám sát phần da rồi.
Và video tiếp theo chúng ta hãy cùng nhau trộn kênh và tạo hiệu ứng sao cho phần da của đối tượng và phần này hòa nhập với nhau. Chúng ta hãy cùng nhau tạo hạt cho những hoa văn này sao cho hợp lý nhất và đẹp nhất để hòa trộn với vùng da. Đầu tiên tôi chọn hoa văn này. Sau đó các bạn vào phần filter, chọn noise và chọn add noise. Các bạn chú ý rằng mình chọn tùy chọn monochrome để add cho đối tượng này những hạt nhũ hạt đen trắng. Ở đây review các bạn thấy. Và tôi cho bằng 10 và ok. Và tương tự phần này cũng vậy, zoom lớn lên các bạn, chọn đối tượng, filter, noise và add noise. Các bạn thấy rằng đây có những lấm chấm, trông rất là thật, tôi ok đúng không lại. Bây giờ với hai đối tượng này, tôi chọn đối tượng trên, nhấn Ctrl, chọn bên dưới. Các bạn nhấn Ctrl E bàn phím để mạc hai layer lại với nhau. Sau khi mạc xong, chúng ta cùng nhau xử lý nó bằng chế độ hòa trộn. Các bạn chọn layer trên và vào kênh hòa trộn ở đây. Các bạn chọn phần hòa trộn Multiply. Thấy đối tượng chúng ta bắt đầu hòa nhập với da, nhưng mà để đậm thế này thì hoàn toàn không hợp lý. Các bạn giảm phần opacity xuống, ở đây tôi cho khoảng 50%. Và chúng ta thấy rằng ta hòa nhập với da và trông đã khá là ấn tượng rồi. Còn nếu muốn, các bạn có thể tùy chỉnh thêm bằng cách chọn kênh Restoration và chuyển màu. Nếu như chuyển ở đối tượng này, nó làm ảnh hưởng các đối tượng bên dưới này, các bạn bấm dấu này. Tôi chỉ chuyển màu mỗi hoa văn thôi. Bạn thấy không nào? Còn trong trường hợp này, tôi chỉ gợi ý vậy thôi và tôi sẽ xóa đối tượng này đi. Tiếp theo, chúng ta tạo một layer mới nữa. Tôi sẽ làm các đối tượng người và hoa văn giả hình xăm này hòa hợp với nhau một cách ăn ý nhất bằng cách tôi chọn một màu nghiêng xanh. Ok. Và tôi dội lên cái layer này, chọn công cụ dội sơn và dội trực tiếp vào đây. Sau dội xong, tôi chọn chế độ hòa trộn overlay. Tôi thấy nó rất đậm, không quan trọng, chúng ta sẽ giảm phần opacity xuống. Ví dụ tôi để khoảng 60%. Với cách này, hình của chúng ta trông đã ấn tượng và hòa nhập hơn rất nhiều. Có vùng sáng tối rõ ràng. Và điều này sẽ làm cho hình xăm của chúng ta trông thật hơn. Bài học của chúng ta kết thúc tại đây. Chúc các bạn thao tác thành công. Bài này chúng ta sẽ cùng nhau hoàn thiện một bức ảnh hình cưới thật nhanh và đẹp. Đầu tiên các bạn thấy tấm hình chúng ta ở đây. Ở đây các bạn để ý thấy rằng tấm hình chúng ta cần xóa đi những vị trí không cần thiết, những phần cỗ xe và những phần tường rào. Vì vậy để xóa nhanh vị trí này, các bạn cùng tôi chọn công cụ Brush và loát những brush đi kèm để chúng ta cùng nhau xóa tấm hình này. Bây giờ chúng ta cùng nhau chọn công cụ Brush, phím tắt B cho bàn phím. Sau khi chọn xong, các bạn thấy có một hộp thoại nhỏ trên này. Các bạn bấm mũi tên nhỏ này và qua phần setting đây, chúng ta chọn phần loát brush, tức là mình loát lên, tải lên những brush để chúng ta cùng nhau hiệu chỉnh. Tôi chọn loát brush. Ở đây chúng ta chọn brush 02 có sẵn trong file thực hành đi kèm, các bạn chọn và loát lên. Thì thông thường khi loát lên, brush này sẽ ở dưới cùng, có tên là 405. Bây giờ tôi chọn brush 405. Sau khi chọn xong, chúng ta chọn màu cho đối tượng này, trắng. Và các bạn chú ý rằng nét của nó đã định hình sẵn rồi, các bạn không cần chỉnh sửa gì nữa. Bạn có thể tăng cỡ lên, cứng hoặc mềm. Và bây giờ chúng ta zoom gần đối tượng này. Để đơn giản hóa, các bạn cùng nhau về công cụ hút màu. Tôi hút màu lân cận để tô. Sau khi hút xong, chọn về công cụ brush. Các bạn có thể trượt phải màn hình, thu nhỏ kích cỡ. Sau khi thu nhỏ xong, chúng ta cùng nhau vẽ, tẩy đi những phần không cần thiết, những phần làm tấm hình cưới của chúng ta trông xấu hơn. Ví dụ tôi tẩy thế này. Sau đó chúng ta tiếp tục tẩy những vùng ngoài này. Trong quá trình tẩy, các bạn nhấn phím Alt Delete để biến thành đối tượng hút màu. Các bạn hút màu lân cận đây và tiếp tục tẩy những vị trí. Các bạn tẩy hết sức khéo léo. Có thể zoom xa ra quan sát cho dễ hơn. Ví dụ tôi chỉ tẩy những vùng như vậy thôi. Và tương tự bên này cũng vậy. Các bạn lại nhấn phím Alt Delete, hút những màu lân cận của nó và tiếp tục tẩy. Đây là bước chúng ta xử lý những phần không cần thiết của tấm hình, mà tôi hay gọi là những phần rác. Ở đây chúng ta thấy rằng đối tượng này tương đối thừa và mình phải tẩy vào trong một chút xíu để đẹp hơn. Và phần này cũng vậy. Tôi tẩy như vậy mà không hút những vùng lân cận thì màu của chúng ta đã bị sai và trông rất lố. Chúng ta cần chôn Alt Delete lại. Sau khi xong, tôi nhấn Alt Delete, hút lân cận và tẩy nhẹ nhàng. Ok,
Sau khi tẩy xong, chúng ta đã xử lý xong phần cách dao. Còn phần trước này, chúng ta thấy rằng đầu gối chú rể hơi cong. Chúng ta cùng nhau về công cụ chọn và khoanh vùng tác động. Sau đó các bạn vào chức năng filter, chọn phần liquify. Các bạn chọn công cụ này để biến đổi, đẩy đối tượng và nét rớt tương đối lớn. Tôi có thể giữ chặt chuột trái, kéo đầu gối này thẳng ra. Và phần lưng này, đeo thẳng lên một chút. Chúng ta cùng nhau giảm nét vớt nhỏ lại để kéo phần quần này nhé. Rất dễ dàng phải các bạn. Sau khi xong chúng ta nhấn OK. Bây giờ tôi cần chân dép, các bạn thấy hiệu ứng rất hay của các bạn. Sau đó các bạn nhấn cần chân D, bàn phím bỏ chọn. Ở đây nếu như xảy ra trường hợp này, tức là hình chúng ta dùng nét brush quá lớn để biến đổi cái đầu gối, thì để lại cái nét này rất đơn giản thôi. Tôi chọn toàn bộ phần này, các bạn nhấn phím Shift F5 trên bàn phím và chọn Content Aware OK trên bàn phím. Mọi vấn đề đã được xử lý rất nhanh phải các bạn. Bước đầu tiên chúng ta đã cùng nhau chỉnh sửa và hoàn thiện những phần giác của tấm hình. Ở video sau chúng ta cùng nhau làm tấm hình trông đẹp hơn. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm cho tấm hình trông đẹp hơn. Bây giờ chúng ta cùng nhau lợi dụng kênh channel ở ngay bên cạnh này. Kênh channel tức là đối tượng chúng ta quản lý hệ màu RGB là sự hợp nhất của ba kênh Red, Green, Blur. Sau khi qua bên này, tôi chọn kênh Blur dưới này. Mục đích chúng ta lấy phần đen này, những vị trí vùng đen để làm vùng chọn và tạo hiệu ứng tia nắng cho đối tượng này. Các bạn cần chân Z hoặc chọn đối tượng này, thả dưới này để nhân bản lên kênh nữa. Tôi nhân bản lên kênh này, chúng ta vào thanh email, chọn adjustment và chúng ta chọn phần level, hoặc là các bạn nhấn Ctrl L trên bàn phím. Sau khi chọn xong, tôi cho đối tượng này trong đen hơn để chúng ta lợi dụng những vùng đen này. Các bạn nhấn OK và các bạn nhấn phím Ctrl trên bàn phím, chuột trái thẳng vào tấm hình này để lấy vùng chọn. Các bạn thấy rằng chúng ta đã chọn xong rồi, thì chúng ta bật lại những kênh này và qua bên layer, tạo một layer mới bằng tổ hợp phím Ctrl Shift N hoặc bấm vào đây. Sau khi tạo xong, tôi vào công cụ chọn màu. Chúng ta hút màu ở những vùng lân cận ở đây hay là những vị trí này. Mục đích hút màu để chúng ta blend màu lên đối tượng này trông cho hợp với khung cảnh hơn. Tôi chọn ở đây và cho trắng hơn. Sau đó chúng ta chọn OK. Bây giờ các bạn có thể nhấn tổ hợp phím Alt Plus Delete để đổ màu bên trên vào layer này. Tôi nhấn Alt Plus Delete. Sau khi nhấn xong, các bạn thấy rằng có một vùng màu mờ nhẹ ở trên này. Tôi cần chấm D trên bàn phím để bỏ chọn. Việc tiếp theo sẽ rất là đơn giản. Các bạn vào Filter Blur và chọn hiệu ứng Radiant Blur. Hiệu ứng này sẽ giúp tạo những tia giả tia nắng trông rất đẹp. Ở phần Amount này, tôi cho 40. Chúng ta chọn kiểu hiệu ứng Zoom. Và các bạn có thể kéo thả những vị trí này. Tôi chọn từ trên xuống và tôi chọn best, tốt nhất. Sau đó tôi OK. Các bạn chờ trong giây lát. Rất ấn tượng phải không các bạn? Các bạn chú ý những vùng này, rất dễ nhìn thấy nó bật tắt, dường như có những tia nắng chiếu xuống. Và nếu để tia nắng thế này thì trông khá rõ nét và không đẹp. Các bạn có thể cho đối tượng này còn 50% opacity trong suốt, hoặc là nhấn phím số 5 trên bàn phím thì hiệu ứng sẽ nhẹ hơn. Rồi còn lại cũng không kém phần đơn giản. Tôi qua đối tượng này, giữ chặt chuột trái, kéo đối tượng này qua đây. Các bạn thấy rằng đối tượng này đang bị xoay ngang. Tôi nhấn cần chân T trên bàn phím để transform chuột phải vào và chọn rotate xoay 90 độ theo chiều kim đồng hồ. Chúng ta ghép đối tượng vào đây, kéo ra một chút, bên này cũng vậy, trên và dưới. Sau khi xong tôi nhấn OK hoặc check vào dấu này. Các bạn chọn cho tôi một chế độ hòa trộn ở đây, đó là Stream. Các bạn có thấy đối tượng chúng ta sau khi hòa trộn đã tạo một sự ấn tượng không hề nhỏ. Các tia nắng dường như đã chiếu xuyên qua các lùm cây. Đầu tiên chúng ta tạo lùm cây này, tia nắng này và hiệu ứng Bokken Effect ở trong những máy ảnh xịn. Sau khi các bạn đã có đối tượng để hòa trộn rồi,
Chúng ta nhấn tổ hợp phím Ctrl Alt Shift E để tạo layer mới trên cùng này, là tổng hợp của những layer dưới. Bây giờ các bạn có thể thoải mái sử dụng công cụ Color Lookup để chọn màu đối tượng này như ý muốn. Có rất nhiều tông đã được chỉnh sẵn ở đây. Đương nhiên rằng một vài bạn có thể thấy rằng công cụ này hữu dụng nhưng còn độ đậm đà khá cao thì mình có thể chỉnh sửa các thông số này, giảm vastity xuống cho nhẹ nhàng thôi. Rất nhiều template có sẵn màu cũ, đúng không các bạn? Còn bây giờ tôi sẽ tắt đối tượng này đi. Các bạn sẽ về nhà thực hành nhiều hơn với Color Lookup, còn tôi sẽ dừng bài học này tại đây. Và hy vọng các bạn sẽ có những tấm ảnh cưới thực sự đẹp.